Hội hãng thương gia máy bay cùng 27 người. Theo ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thách thức lớn nhất hiện nay là tìm ra 27 người ngồi cùng hãng xe với bệnh nhân dương tính với COVID-19 trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam. Ngay sau cuộc họp khẩn trong đêm mùng 6 tháng 3, công bố thông tin người dương tính với COVID-19 đầu tiên trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giải đáp những băn khoăn của báo chí liên quan đến lịch học của 2 triệu học sinh, chặng đua F1. Thành phố Hà Nội đã xác định được bao nhiêu người tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với COVID-19 NHN. Thưa ông, ngay sau khi nhận được tin NHN dương tính với COVID-19, chúng tôi đã cho xác minh lại toàn bộ lịch trình bệnh nhân. Bước đầu lực lượng chức năng của thành phố xác định được 22 người có tiếp xúc với bệnh nhân N, trong đó có 17 y bác sĩ của Bệnh viện Hồng Ngọc, lái xe và giúp việc trong gia đình N. Hiện chúng tôi đang làm việc hết sức khẩn trương, với tinh thần tìm được người nào tiếp xúc với bệnh nhân thì đưa vào cách ly ngay. Ngoài việc cách ly những người tiếp xúc với bệnh nhân, thành phố cũng cho lực lượng chức năng chốt chặn từ số nhà 125 đến 139 phố Trúc Bạch, nơi ở của bệnh nhân N. Ngoài ra, thành phố cũng đang phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an để xác minh toàn bộ số hành khách ngồi hàng xe trên chuyến bay VN0054. Chúng tôi cũng đang phối hợp với Vietnam Airlines để xác định toàn bộ tiếp viên cũng như tổ lái, gồm 16 người, chuyến bay VN0054 để tiến hành cách ly. Thực tế, vấn đề thách thức nhất đối với chúng ta hiện nay là phải tìm ra 27 hành khách còn lại ngồi ở hàng xe trên chuyến bay VN0054. Bởi trong đó có nhiều hành khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch. Trên địa bàn đã có bệnh nhân dương tính với COVID-19, thành phố có quyết định cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường từ ngày 9 tháng 3 và học sinh các cấp còn lại đi học từ giữa tháng 3, như dự kiến hay không? Thành phố vẫn đang thực hiện theo quyết định cho học sinh trung học phổ thông trở lại trường từ ngày 9 tháng 3 và học sinh các cấp còn lại đi học từ giữa tháng 3. Tuy nhiên, trước những diễn biến mới của dịch COVID-19 trên địa bàn, cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch diễn ra vào sáng mùng 7 tháng 3 sẽ đưa ra quyết định cụ thể lịch học của học sinh toàn thành phố. Diễn biến mới về dịch COVID-19 như vậy liệu có ảnh hưởng đến chặng đua F1 diễn ra vào đầu tháng 4 tới? Tinh thần là chúng tôi vẫn triển khai tổ chức chặng đua xe F1. Tuy nhiên, trước diễn biến mới về dịch COVID-19, thành phố sẽ cùng với các đơn vị liên quan tính toán lại, như tôi đã nêu là phải bảo đảm an toàn cho mọi người dân thủ đô và người dân Việt Nam lên hàng đầu. Ngày 11 tháng 3 tới, chúng tôi mời chủ tịch F1 và các chuyên gia F1 vào đánh giá lại tình hình. Trên cơ sở đó chúng ta sẽ có quyết định cuối cùng. Trên mạng xã hội còn có thông tin bệnh nhân NHN đã tham dự khai trương cửa hàng UniGLO tại Hà Nội. Tôi là người trực tiếp trao đổi với bệnh nhân N và tôi tin rằng bệnh nhân này sau khi từ Nội Bài trở về đã ở tại địa chỉ nhà riêng tại phường Trúc Bạch từ sáng mùng 2 tháng 3. Đến 14 giờ ngày mùng 5 tháng 3, lái xe đã chở cô này đến Bệnh viện Hồng Ngọc khám bệnh. Đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 3, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tiếp nhận bệnh nhân này. Còn cửa hàng UniGLO ở Hà Nội khai trương vào 18 giờ ngày mùng 5 tháng 3 thì không thể có chuyện người này tham dự được.